Xin được cảm ơn tiết mục Ánh sáng thầy về của giảng viên âm nhạc Hà Linh cùng nhóm múa sinh viên trường Đại học Tân Trào. Tiếp theo chương trình, chúng con cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đến với tiết mục Top Ten lời ca dâng Phật, đặt lời nhà văn Huyền Nhung pháp danh Tâm Thành, biểu diễn cúng dường các ca sĩ, nghệ sĩ và các em bé dân tộc Tày, tỉnh Tuyên Quang biểu diễn.